Xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Tôi là Thành. Và bây giờ tôi xin phép là hướng dẫn các bạn để sử dụng iPhone trong việc chụp ảnh phơi sáng vào ban đêm. Đây là một kỹ thuật khá là đẹp trong nhiếp ảnh. Và trên tay tôi là một con iPhone 4S. Tôi đánh giá con này là một chiếc điện thoại smartphone rất là tốt, khá là bền, pin ổn, các tính năng hàng đầu. Và một đặc điểm rất là tuyệt vời của iPhone 4S là cầm rất chắc tay. Và bây giờ thì tôi sẽ demo cho các bạn cái thao tác phơi sáng ban đêm bằng sử dụng iPhone 4S. Như các bạn có thể thấy thì bên cạnh tôi là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, và bây giờ tôi sẽ sử dụng iPhone 4S như thế này. Các bạn đặt iPhone 4S vào bên dưới ống kính máy ảnh. Máy ảnh này đã được thiết lập các chế độ đầy đủ thích hợp cho việc phơi sáng vào ban đêm. Tôi đã sử dụng tốc độ chụp là 20 giây, khẩu 5.6 và tiêu cự 24, ISO 100. Bây giờ để tôi ngó lại ảnh. Ok, và bây giờ tôi bắt đầu nhấn chụp, và trong vòng 20 giây nữa quý vị có thể thấy được một bức ảnh phơi sáng kiểu mẫu. Và trong khi mà máy ảnh đang phơi sáng thì chiếc iPhone 4S của chúng ta đã trở thành một bệ tỳ tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta hãy xem lại thành quả của việc phơi sáng ban đêm. Wow, một tấm ảnh khá đẹp. Có được tấm ảnh này, chúng ta phải nhờ đến iPhone 4S. Và xin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.